Vâng, và đây là cặp thứ hai, cặp boss 701 hai lỗ thông hơi nha các bác. Đây là những hàng em tuyển về. Thì cặp đầu tiên về cách đây một tháng á, thì đã bán rồi, lên đường cho bác chủ liền rồi Hà Nội. Cặp đây là hai cặp cuối cùng đã về phục vụ tất cả các bác. Còn một cặp nữa chắc sang năm mới về nha các bác. Tại đấu mua thì sang năm nó mới về được. Giờ về nó cũng trong dịp Tết mất. Thì trong việc cuối năm này nó về được ba cặp. Thì một cặp bán rồi, còn hai cặp thì cặp này là series chúng em báo cho các bác nha. Lo tuyển về hết cho các bác nha. Tem còn rất là đẹp nha. Made in Canada nha các bác, đặc trưng của dòng 701 rồi. Nhiều vàng cực kỳ sang. Các bác xem chân nó nha. Rất nét. Vuông thành sắc cạnh đây cho các bác nha. 701 hai lỗ thông hơi màu vàng vân gỗ thì giá nó là 25. Còn các bác nào mình lấy màu xám thì là 245. Màu đen là 235. Bác nào mình lựa chọn sản phẩm và màu nào thì liên hệ cho em. Cứ theo phong thủy thì các bác thích màu nào thì mình lựa chọn thôi. Thì giá nó cũng theo mèo vân gỗ thì nó hiếm hơn nên là nó cũng giá nó cũng cao hơn vài trăm nha các bác. Còn màu xám thì nó sẽ rỉ hơn, là màu xám là lông chuột á. Anh em thì gọi là xám lông chuột, nó giá là 245. Còn màu đen thì nó rẻ hơn, tầm 1 triệu, 24, 23 triệu 5. Tất cả là như nhau hết, chất âm như nhau. Chỉ là cái mèo nó khác ở thì do thị trường ưa chuộng và cũng như là giá cả nó theo cái mèo nha các bác, cũng như si vậy đấy. Tại vì em nhập cũng vậy nha các bác, nhập mèo nó cũng đắt hơn. Đây là phía với cạnh hông của cặp robot. Rất đẹp. $25 triệu đã bao gồm phí ship. Chiến con đổ bớt 300.000. Cọc tiền cọc 10% cho lên và em ship hàng và gói hàng, đóng hàng tận nơi cho tất cả các bác nha. Tất cả là lo tiếng đẹp, tất cả bảo hành nguyên zin cho các bác nha, hoặc đồng hoàn hảo. Những cặp lo này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Các bác nào mà thích tiếng bass thì đừng bỏ qua những dòng 701 nha. Bass 701 quán cực hay. Chắc nịch là dòng lo boss có tiếng bass hay nhất nha các bác. Hai lỗ thông hơi có nghĩa là một cái lỗ trước một lỗ sau, còn cái loại một lỗ nó chỉ có một lỗ trước nha bác. Hai lỗ thông hơi là nó sở hữu là hai bát, còn một lỗ thông hơi là nó chỉ có một bát thôi nha các bác, nên là một lỗ thông hơi nó rẻ hơn 4-5 triệu so với hai lỗ nha các bác. Nên anh em mua hàng 701 phải tìm hiểu nha, nó có hai phiên bản. Một lỗ thông hơi nó dao động khoảng là 20 triệu, nó kiểu dáng y chang vậy nha các bác, nhưng nó chỉ có một lỗ phía trước thôi nha, và nó có một cái bát thôi. Còn thành hai lỗ thông hơi nó đắt và nó hay là nó nhờ trang bị tới hai bát, một bát súp đấy, nên là tiếng bát nó đánh cực kỳ hay nha, uy lực. Rồi em sẽ lật nó xuống và báo series cho các bác luôn nha, hay là phía trên nắp của sản phẩm. Đây là phía dưới này nha các bác. Cặp này series là 5088 và 5087, 5087, 5088 nha các bác. Đây, các bác thấy mộc mạc theo thời gian rất là đẹp. Năm 087, 5088. Vuông thành sắc cạnh nha, chân ring còn nguyên bản đấy nha các bác, chân ring đầy đủ cho các bác nha. Nó có đem cái chân, bốn cái chân ngang và một cái chân giữa. Rồi bác nào mình sưu tầm cặp 701 vàng này chơi Tết và nghe nhạc, nó nghe nhạc và hát karaoke rất là tốt nha các bác. Hay hát thì bát rồi bao phê. Đấy, chân của bát 701 rồi, quá nổi tiếng rồi nha các bác. Rồi giá 25 nha các bác, đã bao gồm phí ship. Bác nào mình yêu thích và sở hữu thì liên hệ cho em Chiến qua hai điện thoại này. Chỉ có hai cặp thôi nha các bác. Em đã quay chi tiết hai cặp rồi. Độ đẹp như nhau và một giá nha các bác.